Em lại giỡn. Ủa chương trình mà giống dịch vụ cầu hôn. Mình hôm nay là nhịp cầu âm nhạc thay lời muốn nói. Hôn nhân và gia đình. Đó, giáo dục thường xuyên. Rồi, vô. Vô. 2, 3. Em lại giỡn. Ủa chương trình mà giống dịch vụ cầu hôn. Mình hôm nay là nhịp cầu âm nhạc thay lời muốn nói. Hôn nhân và gia đình. Đó, giáo dục thường xuyên. Rồi, vô. Vô. 2, 3. Thật ra thì kể từ lúc mà anh với em quen nhau thì em hay nói anh là không, anh không phải là một cái người lãng mạn. Thì hôm nay anh lấy hết cái can đảm để lên đây làm một cái chuyện mà ý nghĩa nhất, mà anh nghĩ là cũng lãng mạn nhất mà anh có thể làm được. Hôn, công bố đi, ta công nhận gì đó, nói đi, đúng không? Nói đi. Hai em đẹp quá, hy vọng là đám cưới của hai em sẽ mời tụi anh tới dự. Tôi nói thật là tôi cứ tưởng tôi là cái người nhiều chiêu trò rồi này nọ, tôi ngày xưa tôi bày đặt tôi cầu hôn này nọ, mà tôi thấy là bạn ghê gớm hơn tôi ở chỗ là bạn mang người ta tới một cái chỗ mà người ta không thể say no được. Quá ghê gớm, coi như là không cho nhỏ đường lui luôn á. Ghê thiệt, bái phục. Cũng thay mặt cho chương trình chúc mọi bạn trăm năm hạnh phúc. Thí sinh tiếp theo xin mời Trần Lê Thư Vi. Wow, dễ thương. Dạ con xin chào chú Trân Thành và chú Trần Giang. Chào con. Bữa đồ này ai mua cho con đẹp vậy? Dạ. Bữa đồ này ai phối cho con mà đẹp quá vậy? Mẹ. Mẹ con làm cho con hả? Dạ. Con là bị cận thì cái là con đeo kính thời trang. Con đeo kính thôi chứ. À, đeo thời trang thôi hả? Có mấy kịch bản? Dạ. Có mấy kịch bản chuẩn bị diễn? Con được 4 kịch bản. Ghê vậy, 4 cái rồi đó nha. Gia đình chuẩn bị kỹ lắm. Con ơi, con giới thiệu về mình đi. Con tên là Trần Lê Thư Vi, hôm nay con 6 tuổi. Con đến đây để thi thách thức danh hài. Dạ. Con muốn thi liền không hay là mình nói chuyện? Nói chuyện. Nói chuyện ha. Ba mẹ có đi không? Dạ có. Đâu? Đâu? Chị hai con nữa. Chị hai nữa hả? Dạ con nào? Chồng đó, đang chồng đó. À, phụ con hả? Lát nữa là bấm chuông rồi bà mới chui ra phải không? Trước khi bấm chuông con vô nó đã. À, vô chuẩn bị. Bấm chuông là vô bàn trước hả? Vô chuẩn bị đạo cụ. Ráng diễn cho tốt để chị hai con có cơ hội xuất hiện nha con nha. Dạ. Chứ nhiều người là rớt trước khi bà ra đó. Rồi, sẵn sàng chưa? Rồi, thôi vô làm. Khoan. Giấu gì trong lưng bà kìa. Dạ hai chuẩn bị chưa? Vô điều khiển hết á. Vô thỏa thuận gì hai trong? Đâu vô hai chị em tập. Ngồi chờ đi. Bấm chuông đi chú. Bấm chuông đi chú. Không. Cái gì chú bấm chuông? Con ơi con đứng sát ra đây cho đỡ tốn thời gian. Đứng sát ra đây đỡ mất thời gian. Rồi con có 60 giây, 60 giây bắt đầu.
chị hai, chị hai. Ê bà, tôi có cái chuyện đi vui lắm nè. Hồi sáng tôi đi chơi, trượt chân tôi tay dập mặt luôn, mắc cười dã. Mắc cười không? Vui ghê hì. Ủa tôi thấy vui thiệt á. Uống thuốc chưa? Ủa uống thuốc gì? Thuốc tâm thần đó mà. Ủa tôi đâu giống như bà đâu, bà tưởng ai cũng giống như bà hờ. Để tôi kêu taxi cho bà về nha. Ừ. Alo, chị taxi hả? Chị taxi, cho em một chuyến về Biên Hòa, đứng đó tại taxi nha. Bye bye. Có gì muốn nói không? Không có gì muốn nói nữa hết hả? Rồi vậy thôi, tạm biệt. Rồi, mời thí sinh tiếp theo. Rung, lần đầu tiên mới lên khán giả nghe rung sợ quá. Dạ mời cô giới thiệu. Chào vị giám khảo. Dạ. Chào MC Tiến Lực. Dạ. Chào các vị khán giả. Đi thi mà thấy kim loại nhiều quá chắc đâu cần giải thưởng cô hả? Không, thì cái đạo cụ diễn á. Không có. À? Lâu lâu á mình mới lên được sân khấu, mừng quá, đẹp quá, thấy mê quá. Mà vàng nhiều vậy chắc giải thưởng đâu cần. Dần giả không à, dần thiệt. Cô ơi, bộ đồ cô ai sắm đẹp vậy? Cô á hả? À. Em cô may cho, tặng cho cô á. Dạ, là bữa nay may để đặc biệt là đi tham gia chương trình này đó đúng không? Mình giới thiệu chút đi con. Dạ vâng. Thôi để tôi giới thiệu cho. Dạ. À, tôi cho nó đỡ rung. Dạ, quá. Không cô cứ thoải mái nha, cô tên gì? À, tôi xin giới thiệu. Đây là Lê Thị Tuyết Mai. Dạ. 58 tuổi. Còn đây, rung quá. Lúc Thị Thu Kê. Xin Lê Thị Thu Cúc. Lúc Thị Thu Kê à? 56 tuổi. Lúc Thị Thu Kê à? Cô Cúc với là cô Mai là có gia đình chưa? Có gia đình hết rồi, có cháu hết rồi. Dạ vâng. Rồi khi mà mình đi thi như vậy thì gia đình rồi ông xã mọi người có ủng hộ không? À, chắc là cũng không biết. À, giấu. Mai mốt lên truyền hình hết hồn. Giấu. Đem trăm triệu về xỉu. Mấy xỉu à? Chị này Vũ. Cái gì chị, có gì cô? Tại cô Vũ nhỏ này á, cô ham vui lắm. Cô thích mấy năm rồi mà cô không có biết đăng ký. Dạ. Nhờ nhỏ cháu đăng ký cái bất ngờ cô được mời á. Thì cô diễn theo phản xạ, cô không nhờ cô đậu. Về cô quýnh quá, cô nhờ nhỏ này cầu cứu và bỏ uổng. Hai người là quen nhau qua trường hợp hai nào? Hai chị em ruột. À. Đây là thứ 5, đây là thứ 6. Dạ. Không giống nhau. Rồi, bắt đầu đi con. Không thôi, xí cô xin phép một câu. Cô thì yêu văn nghệ, nhưng mà tiết mục của cô nó dễ thương, nếu mà nó có một chút mỉm mỉm cho cô ha. Dạ vâng. Có chút gì là cô mỉm liền. Ừ, mỉm mỉm cho cô, tại vì cô cũng không đặc biệt lắm, cũng phải vui.